Kem nền đã xong, rồi thì mình sẽ phủ phấn nhá để giảm cái độ dầu của da. Sẽ đến phần đuôi mắt.
Bún mắt đã xong, giờ thì mình sẽ cải mắt. Lông mi của chị Linh thì đã cong rồi nhưng mà mình chỉ một lớp rất là mỏng thôi. Giờ mình sẽ làm đến bước đánh son. Vì là môi của chị Linh có viền đậm nên là mình sẽ lấy chút kem để che bỏ cái khuyết điểm này đi. Rồi thì mình sẽ đánh bước cuối cùng, gần cuối cùng là má hồng nhé. Bước cuối cùng là mình sẽ đánh highlight. Mình sẽ lấy màu trắng sáng này để đánh vào vùng chữ T nhé. Và nhân chung chút dưới cằm, hai bên gò má, và quan trọng là ở phần đuôi lông mày. Xong rồi đây, mình đã make up cho chị Linh xong rồi, bây giờ chị Linh có thể tự tin đi uống trà sữa với bạn bè. Chị Linh có thấy mình một cái kiểu make up này không? Chị thấy đẹp đấy. Cảm ơn em rất nhiều nhá. Không có gì, mình đã make up cho chị Linh và các bạn hãy ủng hộ mình ở những clip lần sau nhá. Bye bye các bạn.